ơi, phim gì đó mắc cười quá à. Coi hoài mà không biết chán luôn. Chị đi học, tại sao con không học bài đi? Con ngồi đó con coi phim hả? Còn gái còn nói gì đâu á, mà ngồi coi phim cười ngã ngửa thế kia. Hey, không lại không có giống là một đứa con gái gì hết trơn hết trời. Mà không lo học bài đi, ngồi đó coi phim rồi hả không chịu học, còn học hành làm sao cái kiểu mà cứ lúc nào để của cô giáo cũng mắng dấu mẹ là sao hả chị đi học? Tự nhiên mẹ lại cọc với con chỉ coi phim một miếng thôi, được con học bài liền. Mẹ không thấy quyển vở của con để kế bên cái laptop sao? Phim hay quá. Chị đi học, con có nghe mẹ nói hay không hả? Con gái con nước cười nói nhỏ nhẹ coi. Cái gì đâu mà cười ha 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 ha. Mẹ tư ở ngoài cửa mà còn nghe tiếng con cười, không sợ hàng xóm người ta cười cho hả? Trời ơi, con cười một chút xíu đâu có sao đâu mẹ. Phim hay quá hả, lại còn vui nữa thì bảo làm sao mà con không cười. Bây giờ thì dẹp cái laptop vô cho mẹ học bài ngay, đừng để cô mắng vốn mẹ nó nghe chưa. Ê, lúc nào cũng học hoài mà cũng có được cái gì đâu. Ê, bài gì đâu mà khó quá trời quá đất. Một cộng một bằng mấy ta? Còn phải trả cái, đợi Toan lại chửi la nó mới nghe lời. Ôi trời đất ơi, giờ này trễ tới nơi rồi mà nó chưa dậy đi học nữa. Chị đi học ơi, dậy đi học trễ rồi con ơi. Mẹ ơi, mẹ cho con ngủ một miếng nữa đi, hôm qua con coi phim hoạt hình trễ, bây giờ con dậy không có nổi. Trời đất, vậy là không có học bài chứ gì. Tại sao mà lúc nào coi cái không học bài, coi phim hoạt hình tới khuya, bây giờ lại không dậy nữa đi học nữa, còn có muốn ăn đòn hay không? Mẹ cho con 5 phút dậy đánh răng rửa mặt liền cho mẹ rồi đi học. Con biết rồi, mẹ đi xuống dưới đi. Lúc nào cũng càm ràm, mệt thiệt luôn á. Phim hay quá trời. Chị đi học, con đi xuống dưới bếp lấy giùm mẹ cái rổ lên đây, nhanh lên. Mẹ ra vườn hái một chút rau coi, tay chân mẹ cát không à, mẹ đi không được. Nữa, lại sai, thiệt là mệt, cái phim cũng không yên nữa. Con trả lời mẹ cái gì đó hả? Bây giờ mẹ nhờ con không được luôn phải không? Sai thì sai, còn nói nhờ làm gì? Ước gì á, con là mẹ là con, để cho mẹ thấu hiểu là con á phải cực nhọc vất vả đi học như thế nào. Rồi nào là còn bị sai, bị này nọ chửi bới, đúng là mẹ xuống thiệt, lúc nào cũng có quyền trong cái nhà này hết trơn á. Mình Toan là bị sai vặt với bị chửi mắng suốt ngày thôi. Cái gì hả chị Mi Hồng, con mới nói cái gì vậy? Con nói là mẹ xuống hả? Vậy bây giờ á, mẹ cho con đổi vị trí với mẹ không chịu không? Thiệt hả mẹ? Con được đổi sao? Con là mẹ và mẹ làm con, đúng không? Đúng rồi. Mẹ sẽ co con làm mẹ thử, còn mẹ sẽ làm con, để xem là làm con hay là mẹ sướng hơn. Vậy là mẹ sẽ kêu con bằng mẹ, còn con kêu mẹ bằng con, đúng không? Đúng, y như vậy luôn. Tất cả mọi cái sinh hoạt trong nhà này thì đều là nhiệm vụ của con, tại bây giờ con là mẹ mà. Trời ơi, sướng quá. Được rồi. Mẹ bây giờ mẹ khát quá, con lấy giùm mẹ cốc nước được không? Dạ, được thôi mẹ. Mẹ đợi con xíu, con sẽ đi lấy ngay ạ. Đây, mẹ uống nước ngọt cho mát mẻ nha mẹ. Trời ơi, thật là sung sướng. Ủa, con còn ngồi đó làm cái gì? Không, đi học bài đi. À, dạ, quên, bây giờ con sẽ học bài, mà mẹ tránh ra chỗ khác cho con học bài được không? Được. Trời ơi, mấy cái bài này nó dễ ợt luôn á cha. Làm cái một là xong. Ủa, mẹ còn ở đó làm gì? Con đói bụng rồi, mẹ không đi nấu cơm đi kìa. Đi chợ, đồ ăn hết rồi, mẹ ra chợ mua đồ ăn đi. Phải nấu cơm hả? Phải đi chợ hả? Được thôi, bây giờ mẹ sẽ đi liền. Bây giờ mình học bài xong rồi, mình có phim hoạt hình thôi. Mình phải xem thử phim hoạt hình có gì vui mà con bé nó khoái coi dữ vậy. Công nhận bộ phim hoạt hình này nó hay thiệt. Nắng hết cả người. Trời ơi, sao mà đi chợ con không đưa tiền cho mẹ đi chợ? Mẹ làm gì có tiền con? Ủa, đi chợ là phải tiền túi của mẹ. Con làm gì có tiền mà đưa tiền cho mẹ? Bình thường mẹ đi chợ là mẹ phải tự xuất tiền túi của mẹ, chứ sao lại lấy tiền của con? Thôi chấp nhận. Ủa, sao không học bài đi, ngồi đó coi phim hoạt hình vậy hả? Trời ơi, mấy bài này dễ ợt, con học hết trơn rồi. Bây giờ con mới ngồi coi phim hoạt hình nè. Mà công nhận phim hoạt hình hay ghê. Thôi, cho mẹ coi với. Không được, mẹ đi ra chỗ khác, đi nấu cơm đi. Mẹ không lo nấu ăn đi, trễ rồi kìa. Không được coi hả? Đúng rồi, mẹ là phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đi chứ. Được rồi, để mẹ đi nấu ăn. Phim hoạt hình hay quá. Mẹ ơi. Cái gì nữa, mẹ đang nấu cơm. Con khát nước quá. À mà thôi, mẹ đi lấy sữa cho con đi. Con thèm sữa. Ủa, con lớn rồi, con tự đi lấy được mà. Không, mẹ phải đi lấy cho con. Bình thường mẹ đều đi lấy cho con mà. Được rồi, sữa thì sữa. Đó, đây nè, con uống đi.
ngồi nghỉ mệt xíu. Ủa mẹ nấu cơm xong chưa? Sao lâu quá vậy? Từ từ, để mẹ nấu. Sao mà mệt dữ vậy trời? À thôi, mẹ ơi, con đi ra ngoài chơi với bạn xíu nha. Lại đi chơi à? Đúng rồi, bình thường con vẫn đi chơi với bạn mà. Con đi à? Mẹ ở nhà nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nha, đừng để bừa bộn. Công nhận là mẹ mệt mỏi thiệt. Mình cứ tưởng mau sướng lắm được sai bảo. Thiệt là mệt quá đi à. Mới có một ngày mà mình đã cảm thấy mệt như vậy. Có ai ở nhà không vậy? Tôi đây. Mà có chuyện gì không vậy? Anh à, đã đến tháng đóng tiền điện và tiền nước rồi chị ơi. Cho em xin với ạ. Hả? Còn có tiền điện lẫn tiền nước ư? Bao nhiêu vậy? Dạ, tháng này của mình xài hơi nhiều cho nên là 500 ngàn nha chị. 500 ngàn? Trời ơi, tiền đâu mình có đây trời. Ơi, thôi, phải chịu thôi chứ sao giờ, mình sẽ lấy tiền tiết kiệm của mình để trả thôi. Cảm ơn chị nha, bây giờ em đi thu các nhà khác đây. Xong luôn, tiền mình để dành bấy lâu nay đã tan thành mây khói rồi. Là, hôm nay đi chơi quá, vui quá mẹ ơi. Công nhận tám với mấy người bạn vui thiệt. Con vui lắm hả? Ủa, mà mẹ đã nấu nước cho con tắm chưa? Chiều rồi kìa. Trời ơi, con có thể nào tự bắt nước để tắm không? Mẹ mệt cả ngày hôm nay rồi đó. Ủa vậy hả? Mẹ mệt rồi á hả? Nhưng mà thường ngày mẹ vẫn nấu nước cho con tắm cơ mà. Thôi được rồi, để mẹ đi xuống dưới nấu nước cho con tắm. Mình thấy là con bé như nó hơi mệt mỏi rồi đó. Chắc cũng ớn cái óc rồi. Mình dám khẳng định nó sẽ không qua khỏi cái ngày hôm nay đâu. Mình sẽ làm thêm vài trò nữa để cho nó biết mặt là làm ai là sướng hơn. Chỉ có việc học hành ăn chơi mà còn không xong nữa. Mẹ nấu xong rồi đó, con xuống tắm đi. Mẹ ơi, chuyện gì nữa? Mẹ dọn cái đống này giùm con với, con lỡ tay đổ hết trơn rồi. Trời, cái gì đây? Trời ơi là trời, sao mà cả ngày hôm nay con có biết là mẹ dọn dẹp cực khổ như thế nào không hả? Bây giờ con còn bày bừa bộn như thế này nữa. Thiệt là mệt chết đi à. Ủa, bình thường thì mẹ vẫn dọn cho con đó mà. Mỗi lúc con bừa còn hơn như thế này nữa. Mẹ vẫn phải dọn cho con không càm ràm. Bây giờ hả, tại sao mẹ lại càm ràm vậy? Thôi được rồi, con đi tắm mau đi, để mẹ dọn. Thiệt tình luôn á mà. Chẳng lẽ mình chịu thua ta? Ây, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Mẹ ơi, chưa được nghỉ ngơi đâu. Còn cái gì nữa, mẹ nhớ kỹ lại coi. Mẹ còn phải vô vũ mền, vũ chiếu, văn mục cho con ngủ nữa kia kìa. Rồi còn phải chuẩn bị sách vở để ngày mai con đến trường nữa. Trời ơi sao. Thôi, chịu hết nổi rồi. Con chịu hết nổi rồi mẹ. Con không làm mẹ nữa đâu, quá mệt mỏi rồi. Sao, chỉ mới có một ngày thôi mà con đã chịu không nổi rồi hả? Rồi con thấy cảm giác như thế nào? Là mẹ có sướng không? Dạ, thật sự là không sướng. Con cứ nghĩ được làm mẹ là có quyền sai, chửi, mắng. Nhưng mà con không ngờ là cực đến như vậy. Mọi chuyện trong nhà đều một tay con. Đã vậy còn mất hết 500 ngàn tiền tiêu vật. Đó, con thấy chưa? Con chỉ có mỗi việc ăn uống, ngủ chơi và học bài mà con lại càm ràm lâu lâu á. Mẹ chỉ nhờ con có một tí thì con lại bảo là phiền phức, là được quyền sai bảo chửi mắng con. Nếu như con học bài đàng hoàng thì con có thể coi hoạt hình thoải mái. Đằng này con không học bài, con cứ đâm đầu vào con hoạt hình thì mẹ bảo sao mẹ không chửi. Con thấy mẹ không, lúc mà mẹ là con á, những cái bài này nè, mẹ làm cái một thôi, mẹ làm xong thì mẹ có thể học, mà mẹ có thể là chơi game, chơi máy tính hoặc là coi phim hoạt hình. Còn con chỉ đâm đầu vào hoạt hình, biểu mẹ không chửi. Dạ, con biết con sai rồi. Con không có muốn làm mẹ nữa đâu. Mình đổi lại cho nhau nha mẹ. Ừ, cô nương, từ nay á, lo một ngoan ngoãn học hành đi chưa. Là mẹ không có sung sướng như cô nghĩ đâu. Đó, bây giờ mới có một ngày, chỉ là những việc linh tinh hàng ngày thôi. Chưa kể còn rất rất nhiều việc khó khăn mà người mẹ phải gánh vác. Dạ, con biết là mẹ cực như thế nào rồi. Con hứa từ nay con sẽ học bài và ngoan ngoãn nghe lời bà, nghe lời dạy của mẹ. Ừ, thôi được rồi, cả ngày nay mệt rồi. Đi lên trên nhà tắm, rồi xuống dưới đây ăn cơm. Tôi mà đợi cô nấu cơm á, có mà cơm khê cơm khét. Cuối cùng thì cũng thoát nạn. Ta-da, và câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và các em ơi, đừng như bạn Chibi Hồng, lúc nào cũng nghĩ người lớn sẽ được sung sướng, được sai bảo trẻ con nè, rồi bắt nạt quét tháo trẻ con nghe chưa. Còn video đến đây cũng đã kết thúc rồi, và hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau. Bye bye.